Rồi xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc, và sau đây là video test sản phẩm. Nó là một con khủng long Alpha 907 LXTRA. Thì con này là rất là nổi tiếng với anh em chơi audio rồi, nó đánh cực kỳ sạch mà tiếng rất là lực nha. Nó chạy 16 sò, 16 sò slot và chạy hai cầu loa A B hoặc A cộng B, có điện năng tiêu thụ lên tới 400W và nặng 34 kg. Nó sở hữu hai hồi gỗ hai bên cực kỳ sang trọng. Thì xí nữa cuối video em sẽ qua xung quanh cho anh em cùng xem, và tất cả là ruột gan đẹp xuất sắc, tất cả nguyên bản hết nha, là hàng bãi bên đó về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Thì con này thì em test gửi cho anh Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, thì sáng mai anh bắt ra nhà xe nhận sản phẩm. Những sản phẩm đen thì em qua trong nhà này nó không được rõ nét lắm, thì anh em ráng cố xem nha. Thì giá con 907 LXTRA thì bên em phân phối cho các bác là giá bao ship là 23 triệu nha, 23 triệu với tình trạng đẹp xuất sắc không tì vết nha. Đấy, mặt mũi không tì vết, mặt bóng gương rất là sang luôn. Đấy, anh em thấy béo tè này không, rất là đẹp luôn. Thì con này nó đánh cửa khác rất là rộng, anh đánh những dòng loa mà anh em nghĩ bắt lực rất là hay nha, những dòng diatom audio 180A, HPM 100, vân 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 vân, rất là nhiều, đánh loa châu Âu cũng rất là hay. Rồi em đi vào bảng test, và mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Và anh em vui lòng nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Và bên em có 907 LXTRA, 907DR, 707DR, 707 LXTRA, vân vân vân, rất là nhiều. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em hoặc là vào Zalo anh em giao lưu. Thì giá em báo giá là 907 LXTRA là 23 triệu nha, còn 907 DR là 19 triệu 500, còn 707 LXTRA là nay nó là 17 triệu nha. 707 DR là giá 14 triệu, thì anh em cân đối về tài chính của mình thì cứ alo cho em, và một số rất là nhiều mặt hàng khác bên em luôn luôn phân phối cho anh em những sản phẩm đẹp chất lượng tuyển chọn. Rồi xin mời anh em nghe ca khúc đến từ Thanh Tuyền. Con này rất là khỏe nha. Tranh thủ qua chi tiết sản phẩm vì em không để ý, thì thời gian thì nhớ chỉ còn lại 1 phút thôi, thì đây, thời gian chỉ còn 59 giây thì em tranh thủ nha, quay anh em cùng xem nha. Nó hai dao gỗ rất là đẹp nha. Đấy, thì nhớ nó hết dung lượng rồi. Đấy, đây là phần chơi nó trợ cán 480C rất rộng luôn nha, có cổng ba lăng cho anh em chơi với những thiết bị cao cấp luôn nha. Đấy, rất là đẹp nha, giá em phân phối là 323 triệu nha. Thì 907 em có rất là nhiều. Đấy, anh em xem cái này nói là em quan hàng tuyến đẹp không à. Thôi còn 30 giây nữa thì anh em xem nha, con này là gửi đi là series 3011, gửi đi cho anh Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phần nắp của em, nó bóng lưỡng luôn nha. Đấy, đủ gan mới tin, cái đó thì anh em khỏi phải lo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.